Bộ phụ kiện chiến game siêu mượt cho anh em. Đầu tiên là kích âm, dùng để kích âm thanh tiếng chân của địch to hơn, giúp ta có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ địch xa hơn và rõ hơn. Tiếp theo là tai nghe gaming HyperX cả đời Airbus 2 và tai nghe Piva S5, hai tai nghe chuyên để chiến game và nghe nhạc siêu ổn. Soi lạnh dành cho iPad thì gồm có GT29 lạnh và bền kết hợp với cả đèn led RGB. Đẳng cấp hơn thì có HB5 Pro, cực lạnh, cực khỏe và đẹp. Đây là sò xịn nhất dành cho iPad. Soi lạnh cho điện thoại thì chúng ta có BR7, kẹp được cho mọi điện thoại, tản nhiệt trên thân máy lẫn CPU, giúp cho máy đỡ nóng, giật và lag. Không thích kẹp thì chúng ta có thể dùng BX7. Đây là dạng hút dành cho điện thoại, tương thích với những điện thoại có chức năng hút tủ tính. Chất lượng làm mát thì giống hệt so với cả BR7. Không thể thiếu là sạc chính hãng 3C và cáp sạc có màn hình hiển thị công suất đi vào thiết bị. Jack chuyển đổi vừa nghe vừa sạc đầu tiên là jack Lightning, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị sử dụng chân sạc Lightning. Tiếp theo là cổng chuyển đổi USB, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị đặt chân Type-C. Trong hộp có dây cáp phụ, có thể tăng độ dài khi sử dụng dây cáp sạc. Tiếp theo là cổng chuyển đổi DS7, cổng chuyển đổi 7 trong 1, dây cáp bền không rối, hai cổng chân Type-C, hai cổng USB, cổng tai nghe 3.5 và đặc biệt nhất đó chính là cổng mạng LAN, có thể cắm được trực tiếp dây mạng vào trong cái cổng này, giúp cho chúng ta chơi game không lo bị giật và lag về mạng. Ôm lưng iPad 11 inch, chuyển đầu sạc xuống bên dưới, giúp cho đỡ vướng khi cầm iPad ở hai bên, ở giữa có thể thoải mái đặt sò lạnh. Cáp sạc chữ L cho iPad, điều hướng dây sạc xuống bên dưới để khi cầm iPad ở hai bên tay không bị vướng. Ngoài ra thì còn có bao tay Piva, loại xịn và có 5 đôi trong một hộp. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuli. Hôm nay mình sẽ làm clip đi trà trộn với xe Lamborghini nha. Bò mới ra đấy anh em ơi. Bò này khá đẹp này. Ơi, hôm nay mình có thời gian làm trà trộn rồi, ngày mai thì mình sẽ ra clip bắn hỏa lực nha anh em. Thấy anh em kêu gào quá. Từ chối đi. Ông không nhảy chỗ tủ không à? Đây rồi. Đưa nhảy cho. Chuyển này. Bảo ông kia sơn cho. Bảo ông kia sơn cho con siêu xe. Làm 4 con xe đấy là được. Làm 4 con. Ủa thì chết, ở đây không có cái hòm à? Đây anh em ơi, nó đang bắn cái thằng góc này. Ui có 4. Mày quá, mình ăn được. Chống mũ. Còn này không? Chắc phải ít thế nhờ. Hai mấy thằng mà sao ít thế nhờ. Trong mặt đây rồi. Tớ ra tớ mượn con cá đuối đi thôi mà bạn làm gì mà phải vội vàng thế. Két két. Rồi tớ xin. Phải xong đi lấy con cá đuối đi kiếm người bán anh em ở trong cái khu nhà này. Tầm này mà ai đi lẻ ấy. Ai đi lẻ trong này là chết ngay. Xong rồi. Cá thôi con. Có cá đuối mà đi đùa trong này cũng khá là ngon anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Bỏ lạc tiếp đi rồi. Không được rồi. Mình không bắn được xuống phía dưới nha bọn. Bắn được mỗi phía bên trên này. Chơi đó này, chơi có bất ngờ này. Ôi thôi chết, không bắn được. Mình bấm trượt cái nút bắn. Trong nhà là có người này, trong nhà là có người. Nhà này có. Ok, đi tiếp. Đây rồi, thằng này của bắn ông nội mình này. Mày hết rồi. Yếu lắm rồi mà định. Trên tháp kia nó vẫn đang khều xuống. Đây rồi. Do, sao? Có một thằng thôi. Mình cứ phải lấy tẩy của sinh đá anh em ạ. Anh em lấy xe đi, làm 4 người 4 xe luôn. Vứt con mẹ cá đuối không mày? Không, cá đuối vứt nhưng mà cụ thể là vứt ba lô chứ, không vứt đi đâu đâu. Đúng rồi, vứt vào ba lô, vứt đi là có ngồm vậy. Nó tự nhiên 172 ping này. Anh em mày, mấy anh em trong trong bắn tốt đấy anh em ạ. Khéo trận này mình đói kêu. Cái số 4 rồi. Đang qua, đang qua. Chủ đầu tư mà không có mặt là không lấy cái xe đấy nhỉ. Đây đây đây. Có tôi có 135 chủ ấy. Con này có màu đỏ không? Màu đỏ cá tính này. Con sơn là con khác này. Màu khác á? Mẹ đừng mua đôi 20. Đây có màu xanh đây. Đây rồi. Được chưa? Đấy không đi đi. Xe 3 vé không thích rồi. Đâu, xe 7 vé rồi.
vào đấy mày. Vé ơi. Đây rồi, có xem lại. Ôi, thăm ôi, sơn tôi cái. Đâu rồi, mẹ nhầm đây mà, đây mà, đây mà, đây mà. À đây. Lâu đấy hết xe rồi. Đây, cho lấy đi mày. Bà bé đấy. Rồi, còn thôi. Còn thôi. Đây, có xe rồi. Rồi. Buồn số 2 xa thế. Mẹ lút này đủ, mẹ đồ rồi. Đây, tôi cho mua đỏ rồi. Ui, cho mua đỏ rồi. Ui. Cho tôi mượn cái xe đỏ, đỏ đấy, con xe đỏ nhìn đẹp quá. Cộng cộng. Xe đỏ đây, tôi sơn con xe đỏ rồi. Tôi đổi tôi cho mua đỏ. Đây. Ok. Ui, trời ơi. Đi tí làm quả 4 con nhỉ. Anh em ra chụp ảnh này anh em ơi, anh em ra chụp ảnh đi. Mà tôi nghe giọng số 4 giống như kia. Bị giống tung cho đi mà. Rồi nó thẳng gần rồi. Chưa chào xong. Rồi. Có một thằng thôi. Ôi giời xong rồi. Vẫn còn à? Cái này. Anh em bắn rơi ra. Ừ, em máu. Em máu. Tôi tuyệt rồi. Mình những người quả hơi ngu. Có một thằng không? Có thằng cuối. Em máu rồi. Mẹ nó cố gạt tôi luôn trong, mà. Cố lên, cho bao ơi. Đáng lỗi phát đi luôn. Chết ở đâu ấy nhở? Đúng không? Mày quá, thằng này không gạt được. Đợi tí, ông ơi. Ok. Hay. Đấy rồi. Đúng anh Tony à? Không phải, đúng rồi, mấy bạn nhầm đi. Rồi. Nhầm vừa người ra mấy bạn ơi. TikTok xong đúng rồi. Thôi anh nhầm cái tên rồi. Anh đăng clip không anh? Chụp ảnh chụp xe. Ui, ui. Em ơi, đừng xấy xe em. Em ơi. Hai con. Thằng nó nhảy dù trên mái rồi. Ui dồi ôi, vò. Không cả đuổi nó. Nó nhà đồm anh em ạ. Thằng nó nhà, thằng nó bay. Chơi xong rồi. Mày ta nên tôi chơi mày luôn này. Có mỗi cá lưới à. Điết được ra nó. Mày này. Ôi, còn như bình tĩnh, bình tĩnh. Bắn hết à? Đợi bộ máu phát đã. Ôi ạ. Hai thằng này. Đâu hai rồi, còn một thằng cuối thôi. Ấy, thằng này kiếm đâu bạn ơi. Thằng quay nó lên được. Vào nó vào. Thằng lên tầng yếu lắm rồi. Ôi xuống cái gì đấy, ai đắp lên. Ôi còn hai thằng nữa. Mày này. Đúng rồi. Yeah, nhanh thế. Thế chụp, hết chụp hình luôn. Đéo bị tiêu xe nó rồi. Thảo cung xin. Phải chết. Trên nhà. Trên tầng anh em. Mình phải cho nó mấy cái bom rồi. Cho nó hết chạy rồi anh em ạ. Xong rồi của nó bỏ lết nữa là xong. Rồi, lết đây. Này góc nhà luôn. Từ em lết rồi. Vẫn ở đây à? Vẫn ở góc nhà là bạn chết rồi. Rồi sao? Hết phi. À bơi. Từ anh ơi, lết anh ơi. Đây vào đây. Ôi, trong nhà có người anh ơi. Có người. Xơi bom đi bạn ơi. Hai thằng luôn. Ui. Rồi, nó nhắm chỗ kia. Đi. Đang bỏ nước, đang bỏ nước. Gạt không gạt được. Mày nhớ. Không đâu. Ui, xe tới. Nhìn hai quả tiếng ấy. Cả tiếng cá đuối. Mày xuống này. Chạy đi đâu.
À, bọn đại vật cũng còn đấy. Thì cứu anh em ạ. Nhiều rồi. Điện ơi. Anh 20 kill rồi, vãi nồi. Anh em biết rồi thì anh em phải giả vờ chứ lộ hết cái này thì nó không tự nhiên cho lắm. Thỉnh thoảng hôm nào cũng xem mà không nhận ra giọng. Chán anh em ghê. Đây thằng cuối, chờ lốt đi. Ui rồi ôi, nó vừa cái cây. Ma ngu người quá. Hay. Phi qua đúng trận đầu tiên trong ngày cơ ạ. We are number one. Rồi, xong trận tiếp theo nha anh em ơi. Chắc thấy tao KD 11 chấm cái vô tưởng tao hát á. Có mẹ gì tao nghe tiếng siêu xe mà ơi. Đồng đội mình. Ủa, mới căng cọt đấy. Let's fight together. Này á, mình nghe tập trung đi. Ơi, oh no. Vậy tao bay đâu rồi? Đây rồi. Đồng đội nói bậy hơi nhiều anh em ạ. Nghe bờ rồ nhảy xuống rồi rồi mấy con boss nhảy xuống. Mày này. Đúng là số 4 bắn 2 á mày. Nghe đường ngoài móc chưa? Nó thấy bay nhảy tùm lum cái kết rồi. Bên kia. Đủ cái kết rồi. Tổng FPS mà mới nghèn luôn rồi. Chắc 150 FPS. Chạy phắn. 350 FPS. Tiền đồ ra 350. Như ơi. Trên đầu mình. Xe không nói gì vậy Như. Thằng chạy xuống kia. Em ta đẹp rồi, ta tắm chấm rồi. Ơ sao cái mẹ, sao tôi tối lại mày? Ui, rồi, chỗ tao có người. Bất ngờ chưa? Awesome. Hưng đi hồi sinh đây hơn. Mua tao hết hồi sinh rồi. Cho có bom đột tường đây nha. Rồi, má ỉa luôn rồi. Chắc mình sang cầu thang bên kia anh móc. Đâu rồi. Má còn có sống là kỳ tích rồi. Dưới. Má còn tính chân người. Ui ôi. Ta cứ không cái này. Xong. Awesome. Trên đầu vẫn còn tính chân này. Cứ bình tĩnh nha. Một thằng nữa anh em ạ. Má bình tĩnh nha. Nằm chạm cầm. Chạy rồi. Thôi chăm đủ quá, tao banh liền luôn. Má AKF6 nha. Thế chưa luôn kìa. Tí thì hẻo. Thế AKF6 nha. Giờ cho mấy ông này xuống lấy thẻ của sinh nữa là ngon. Mấy bạn có thể hạn chế nói bậy hộ mình được không? Hạn chế là sao? Chế có nghĩa là nói ít lại bậy. Kiểu nói ít lại hoặc không nói bậy nữa ấy. À. Chú bố là chim à? Mình không bạn ơi, nhưng mà nghe nói bậy nhiều kiểu nó khó chịu ấy. Mình không quen nói bậy nhiều lắm. À ok. Em xin lỗi. Ui, trong này có 4 người rồi. Đây, đây, đợi tí. Đây, chắc là cướp hết thẻ của sinh rồi. Mãi đi cứu. Rồi. Còn một đứa. Chân đầu. Ui. Mình giết nó, mình vẫn lầm được mà đúng không? Ở đây còn một thẻ này. Mày chạy đâu? Rồi, thằng này chết rồi. Ui, sự kiện nóng rồi. Dù nó sự kiện B90 đẹp mày ơi. Ê, nghe giọng số 4 như Tony Sama á mày ơi. Tony Sama là ai vậy? Ủa? Kiểu giống làm YouTuber á anh.
mình chịu, mình không có xem YouTube. Ú, mới đẹp kìa. Rồi rồi rồi, bú. Nóng được mà bú nha. Chào đi. Đi anh em ơi, nhưng mà con này chỉ có 2 chỗ thôi. Mình cay à, mình cay tôi à. Có 2 chỗ à. Đi, cái combo này cho đẹp. Úi dồi ôi, bị lag rồi. Làm lên nhờ. Làm lên cái trần xe mà không giật nhìn giật cái gì quá. Nữa. Duy ngồi trên này giật lag quá. Bốn gì mới xe sang bên kia, xe sẽ sang bên kia. Cái M4 xanh gì ấy. Ê, có người kìa số 4. Bên kia. Nó chạy kìa. Ui, thằng đi chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Ấy cái thằng nãy giờ giết người nãy giờ nè. Chết luôn rồi. Ui. Này máy mày lag luôn mà đúng không Long? Ờ, này máy tao lag luôn mà. Trời ơi xinh. Tao cũng đang vừa sạc vừa chơi mà. Nãy máy số 4 có lag không số 4? Không. Một này. Ủa nó ke thằng ai nhỉ? Ke thằng vợ mình rồi. Có tiếng chân, có người. Vẫn còn đây rồi. Rồi, hết. Làm cái gì ta không nghe cái gì hết mày ơi. Bên này nhá, bên này đang bắn nhau nhá. Số 4 mượn ơn. Quang cuốn nữa. Trong này. Ui dồi ôi, DPS. Đấy, cầm DPS. Số 4 cầm DPS thôi, cầm DPS cầm nhiều chán lắm. Con người số 4 ơi, trong nhà này. Trong nhà này hả? Ê, ta nghe giọng con gái mày ơi. Cửa mở. Cái con người biết đấy. Bên kia chết luôn đấy. Đây nè, gấu 3 tuổi. Từ, chắc xem. Bên này vừa sinh xuống. Ô, chạy à? Không đẩy. Số 4 ơi, số 4 ơi, một viên 24. Hai đứa à? Cái đứa đâu rồi? Còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa. Nó chạy dưới nè. Ô, còn hai thằng kìa. Watch out. Rồi xong rồi. Nguyên team vào nào luôn. Số 4 20 kill rồi, 19 kill rồi kìa. Sao đây tận 4 ông rồi, mình tưởng có 3 chứ. Trời ơi, sao bắn khét rồi ra. Bắn hai mày ơi. Nhanh đấy bạn ơi. Chạy nhanh, không nhanh chết sao. Trong nhà luôn. Mày này, cá đuôi này. Còn thằng chạy kia. Nó xoáy mờ, xoáy khẩu này khẩu gì? MG3 X4. Bên kia. Thằng này nó có ẹp. Đầu chưa, dụng chưa. Ủa bắn nó rớt luôn mà. Ui giời ơi, bắn đau lắm rồi đấy. Phí quá. Mang này tự tới nộp mạng luôn, B90 à. Nhanh nè. Nó 1 số 4 rồi. Đây, đau đi. Yếu, khá yếu rồi đấy. Chạy này, nhảy này. Ui giời ơi. Nhảy quá. Còn một người. Chị không tìm thấy. Số 4 rồi, bên này mày. Bên kia, đều số 1. Tính chân à. Thế đây là mấy nhà cuối cùng rồi, đâu nữa. Đôi đấy mọn chết rồi. Cái nhà đó luôn á. Có mỗi nhà này thôi. Chắc nó lúc đau. Ôi giời ơi. Đau thế mẹ. Hôm nay solo tao bị bắn đau quá anh em ạ. Bú. Bú tóc cột anh em ơi. 2-3 kiểu hơi ít, bú sự kiện hơi ít nhiều. Trời ơi. Hello. Trời ơi, dạo đi mọi người.
Chủ yếu là cái quan trọng nhất là cái giai đoạn đầu anh em ạ. Chả là bố mày. Đồng đội mình chưa giữ rồi. Đồng đội mình chưa giữ rồi. Đầu trận mà nhiều kêu thì bắn nhau nó mới thích. Thế là bố mới Quỳnh ơi. Nó chưa tải. Tao không thấy được, tao không có mừng gì hết. Ui, chưa tải Thái Nguyên thì chịu rồi. Thế thì đi trà trộn rồi vô nghĩa. Bố mới nhất luôn, ba vé. Cứu lại mày. Ui, ui, ui. Anh ơi, thay em. Vào đây đi. Rồi, bạn đã quá chậm. Chết bà lùm đồ của... Dưới này, dưới này. Đâu rồi, thằng này chưa có mũ. Còn đau lắm rồi đấy. Chạy à, bạn bơi đâu. Đáp xuống chỗ sung một con kìa. Phần 2. Bơi góc này à? Thế thì bạn chỉ có đi một là trốn hầm, hai đi qua đầu này thôi. Đây rồi. Thế cứu. Mấy bên kia còn người không? Chưa hay lắm đâu, còn nữa. Bên trong có tiếng chân. Ở đây có người luôn. Chạy vào trong nhà, chạy vào trong rồi. Ôi giời ơi. Thế như là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mà hơi đen. Ok, qua đang cười. Đang chạy lên. Rồi. Giết nó mà nó cũng giết mình luôn kìa. Cái cảm giác rãnh chỗ chết. Hết người rồi, trời ơi. Sao người ở trong này chết nhanh thế. Đi ăn được rêu nhổ được cái đích 3 kìa. Trời ơi, đích 3 luôn kìa. Đây, chắc là gọi đồng đội xuống thôi. Anh gây gà hèn quá. Còn nữa. Chắc này gấp bơ quá. Bắn quá bắn vào nữa. Trên đầu vẫn còn, trên đầu. Nó chạy ra ngoài rồi. Nhanh hết nhở. Thôi nó đi chạy rồi. Tạm làm chứ. Vậy giờ chỉ có núp vào góc này thôi chứ còn gì đây. Chạy à, định chạy. Rồi sao. Còn thằng này cả thằng nữa. Còn mong đừng bị móc. Chỉ sợ nó đút vào mấy cái tháp cao kiểu nó xuống... À quên, nó kè đấy, nó móc rồi. Có. Xuống nhặt thẻo suy nghĩ mọi người ơi. Help. Chu sinh kìa. Khiên, cứu khiên nó vô nhà đi, khiên nó vô nhà đi. Không bi, dạ. Rồi, xong rồi. Leo nhá mọi người. Dạ. Ơi, xuống nhặt thẻo suy nghĩ. Số 4 giết đó. Thank you. Có lòng thì ông cho mượn cái đuối đi, đi xuống cho nhanh. Đây, cào đuối đây, cào đuối đây. Đây, cào đuối đây mọi người ơi. Đây này, cho hai con luôn. Đây. Mark the location. Để đi con xe chơi được. Quên. Ê. Ủa chị kia, đầu nhà thờ có tiếng súng rồi. Chạy xuống bên này rồi. Để cứu hai lần rồi, ông đóng cửa. Được. Nó một rồi. Ném từ đây thì hơi vướng. Nhìn ra mình rồi. Mark the location. Gạt được không? Gạt được không? Gạt được không? Rồi. Ui, nó một cơ. Nó một gạt một. Trên nhà có đông lắm. Ui, máy này có rồi. Nhà thờ. Mark the location. Cùng tìm cả nhà thờ rồi. Chị tư có người ở số 4 đấy. Chị kia còn người không? Còn bạn ơi, trên nhà thờ có. Ở bên chị côn người bạn thờ có. Đấy, không có vậy được mà. Đẩy xuống rồi kìa. Rồi, đốt thằng trên mái rồi. Tao nữa là không có bắn luôn. Bên này, Người ta đang định nhảy sang gạt. Ủa sao bắt được? Hay vậy? Cái gì vậy? Máy tàu bài lên lắc. Chờ kìa bắt người sống. Chờ, đầy tí rồi, tí qua. Vào.
rồi xong. Ăn hai thằng đi. Nó đẩy rồi nhá, nó đẩy rồi. Nó một này. Rồi, lia 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 lia. Bên bên này có này. Trời ơi, vui vui cái dèo dữ vậy. Ui, đằng sau vẫn còn à? Đây rồi, thấy không? Còn đấy. Nó không đấy. Ui dồi ôi, quấy lên một người ơi. Mấy cái thằng bên chỗ nhà hồi sinh khó chịu nhỉ? Ông bị đốc số 3 thôi. Không cần sờ móc đâu mà. Ơi, nhiều vậy? Ôi, mòn với cả nhà này có đây. Nhà xanh vẫn còn à. Trên đầu tôi nhá, tầng 2. Thằng ấy ra nó ke rồi. Thôi. Thằng này ngó quá. Rút lên. À đây bắt. Rút lửa. Nhìn thấy thôi, nó đang ngồi. Rồi, lớp 1. Mark the location. Mark the location. Cá không? Mark the location. Thằng này chắc chỉ có chú vào trong phòng. Cá trên cao, cá trên cao. Cái này cho có bom trong phòng. Ô, ô. Bò ngoài phòng à? Đầu gì chứ? Leo qua là con nút vào. Không phải. À. Hai thằng nó ngồi im ạ. Còn cái ông. Rồi xong rồi. Hết. Đều người. Đây thì biến thành combo này. Trời ơi, chiếc này 3 vé phải không? 3 vé không ạ? Này. Watch out. Ở đâu cơ? Trên này. Lên luôn vậy. Lên. Thế thôi, có này. Một này. Bọn này vẫn còn người. Vẫn còn đồng đội nhá. Trời. Trong này có. Wow. Sao bên góc kia rồi. Đây, cho bạn quả bom này. Ui, con P90 đau quá. Con cá. Tí thì hẹo. Đúng rồi. Đây thì tôi. Cá thì cũng phải để tôi. Rồi, nó mồi. Ông này xác định là đi rồi. Yếu lắm rồi đấy. Rồi. 100% là đi, dụng xuống là chỉ có đi thôi anh em ạ. Ai trời ơi. Rồi, ok anh em xem clip thứ hai đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em mua bán đạc thì qua shop của mình là todisama.vn và có đạp UC cũng như là mua phụ kiện để chiến game siêu mượt thì liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Bye bye tất cả anh em. À, xem chùa của anh lâu rồi, em mời anh bữa sáng, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Ui dồi ôi, cảm ơn em rất là nhiều vì đã donate và ủng hộ cho anh. Cảm ơn bữa sáng của em nha. À, sau này vẫn còn may mắn được em donate ủng hộ thì em cứ ghi hẳn tên hoặc là cái biệt danh gì đấy thì sau này anh còn nhớ và có thể cảm ơn cho dễ hơn nhá. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc em cùng với cả gia đình có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều thành công, gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Siraori, em người Việt từ nhỏ đến giờ trong nước mà anh, đâu có sống ở ngoài nước đâu anh, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Thế chắc hôm qua anh nhầm rồi, nhưng mà anh vẫn nhớ là em có ít nhất là 3 lần là mời anh lên Đà Lạt chơi rồi. Đó. À, hơi lỗi một xíu nhưng mà mong em thông cảm nha. Và cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Đà Lạt cũng là một trong những nơi mà anh muốn tới ít nhất là thêm một lần nữa. Đấy, muốn tới du lịch mà. Nên thành ra là mong một ngày nào đấy thì hai anh em mình sẽ sớm gặp nhau nha. Hello anh em. Hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha.